Rồi chào các bạn nha. Tiếp theo hôm qua thì hôm nay cho xe cẩu lại cẩu lên nha các bạn. Cho xe cẩu cẩu cái chiếc xe cuốc này lên mới bắt đầu đi gác chùm cầu luôn nha. Kéo ở đây lên nha. Rồi bắt đầu cẩu lên nha. Rồi lên từ từ rồi. Hết nổi luôn trời. Rồi gặn lại cái lại rồi. Ôi ơi. Hết dây luôn à, hết dây luôn. Giờ mình mở dây ra cả nhà. Rồi. Thu dây lên nha. Rồi để xe cuốc chạy lên nha các bạn. Rồi xong rồi. Để mình dời cái chiếc xe cuốc này di chuyển qua mấy bên kia mới được.
công. Ôi, cũng gửi qua cái mọc luôn kìa. Qua bên đây một chiếc bên mới có gáp chùm cầu được nha. Rồi, thành công nha. Chạy lên cái một luôn nè. Rồi bắt đầu gáp chùm cầu nha. Rồi bắt đầu quay qua đây gáp nha các bạn. Lên nữa. Rồi bắt đầu bên đây xả dày ra bớt rồi. Bung cái chữ cậu lên trời. Rồi xả dây ra luôn đây. Xả dây xong mình sửa ra nha. Quá chừng nặng hết sức rồi.
Rồi vậy đi nha các bạn. Quá chừng nặng rồi. Đây nãy giờ mình quên kê cái chân cho nó cao không nha. Hơi lâu quá nè. Mình thả xuống đi nha. Lát nữa có gì cho xe cuốc sửa lại sao. Đó, tạm thời gáp nó lên vậy nha các bạn.
Rồi gấp vậy cái cho cái ông này chạy lên thử rồi. Đó, cậu mới 100% luôn nha. Ý da. Nó ngay chằng cái kia luôn á. Rồi giờ tới qua gáp cái bên này nha các bạn. Gác gì ra luôn đó các bạn ơi. Coi ok hoàn thành nha cái cầu nha các bạn. Đứng nó quằn nó chịu không nổi luôn rồi. Xe cẩu chạy qua nổi thì biết nặng cỡ nào rồi ha. Dốc luôn rồi. Rồi, ngon lành này nha. Rồi mình xin tạm dừng video ra đây các bạn ơi. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.